nhất được ban tổ chức AFC Cup vinh danh. Với tỷ lệ phiếu bầu hơn 5% so với người về nhì là tiền đạo Safir Salih của Malaysia, Nguyễn Văn Quyết đã được ban tổ chức AFC Cup vinh danh là cầu thủ có pha ngả bàn đèn đẹp nhất lịch sử AFC Cup. Trước đó, trang chủ AFC Cup đã tổ chức cuộc bầu chọn pha ngả bàn đèn đẹp nhất lịch sử sân chơi AFC Cup, trong đó có bàn thắng của tiền đạo Văn Quyết vào lưới câu lạc bộ Ceres Negros Philippines trong trận đấu mở màn AFC Cup 2017. Bàn thắng của Văn Quyết đã giúp cho Hà Nội FC gỡ hòa trước đại diện của Philippines, qua đó có một điểm trong cuộc đối đầu này. Văn Quyết đã chọn vị trí nhận bóng trong thế quay lưng về phía khung thành đối phương. Anh khống chế một nhịp khiến hai hậu vệ Ceres Negros lỡ trớn trước khi bay người dứt điểm theo kiểu ngả bàn đèn. Pha lập công tuyệt đẹp của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội FC đã được báo giới châu lục đánh giá rất cao và ngợi khen hết lời. Sau một tuần mở cổng bình chọn từ trang chủ AFC Cup, bàn thắng của Văn Quyết được bầu chọn lên đến 51%, hơn 5% so với Safir Salih. Tiền đạo Malaysia cũng có bàn thắng rất đẹp. Trong quá trình bầu chọn, đã có thời điểm bàn thắng của chân sút người Malaysia có tỷ lệ bầu chọn cao hơn so với Văn Quyết. Nhưng ở ngày bầu chọn cuối cùng, bàn thắng của Văn Quyết đã vượt lên để giành chiến thắng chung cuộc. Đó được xem là một chiến thắng đầy ấn tượng của cầu thủ mang áo số 10 với sự giúp sức rất lớn từ người hâm mộ yêu mến anh. Với cá nhân Quyết thì bản thân thì cũng rất là tự hào, nhưng mà cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn bè cũng như để những người thân đã bình chọn cho cá nhân Quyết. Mọi người đều biết là giải thưởng thì nó rất là ý nghĩa. Đây là một cái giải thưởng của khu vực Đông Nam Á. Việt Nam mình nhận được thì với cá nhân Quyết thì rất là vui.